cái tốc độ làm rất là chậm, cho nên là nếu mà cho hai bài á thì mỗi bài nó sẽ bị nông, nó không có đẩy sâu được. Mà nếu cho hai bài các em dừng ở cái mức giữa đường ấy, thì các em cũng không có mà hiểu được cái giai đoạn sau, giai đoạn đẩy sâu như thế nào. Cho nên là quyết định bài này thì các em làm một bài duy nhất thôi, và làm ở trong cái khả cái sức của mình, làm bài kích thước nó nhỏ hơn, nó chưa đúng yêu cầu của năm đây là kích thước phải lớn hơn, phải hai bài.